Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it. So beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Ngoại thành xa anh lại về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lâu. Xưa đã cùng em vui vườn trâu, nghiêng nắng hàng cao xanh rạt rào, bên giàn thiên lý bên khóm mai, ngày xuân thắm hạ cùng em ăn. Xa anh lại về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nơi ấy bao yên oanh. Đừng quên ước hẹn cùng em ngoài thay. Em ơi, dù xa cách mặt lòng không phù nào, em luôn cầu mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi bụi trâu cây và hỏi buông câu, con chim manh manh hót câu tình cư. Một vầng trăng nghiêng lên lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau, hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát không tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh dướng về quê thăm nội thành, dâu hiền dễ tháo đẹp biết bao. Gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về thăm,
sâu thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lâu. Bên giàn thiên lý bên khóm mai ngày xuân thắm hạ cùng em mân mang. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về thương ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào. Hỏi buông câu con chim manh manh hót câu tình thương một vầng trăng miên lên lén bên em một dàn đầy hoa thiên lý em sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát không tay. Biết bao gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Em sẽ là cô dâu ngoại thành anh dương về quê thăm nội thành dâu hiền dễ thao đẹp biết bao gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn đàn chim non véo von ngọn tre khăn màu son áo màu vàng ơi bà con đến xem mùa cưới chân hai cong tay rượu hồng lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu con y chang mỹ miều cô dâu non non dung nhan mặn mà chả nhà ai có ông dế quý chả nhà ai có cô dâu hiền ô ngộ thấy có con lợn quay xôi đầy mâm câu đầy buồng ôi nguồn vui hiếm hoi ngày cưới trông thật hay. Thank you.
trông thật hay, trông buồn cười ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Cùng quan viên bốn họ trở về phòng trước khách sang trọng lịch sử của gia đình. Và lúc này trịnh trọng kính mời các cô các bạn khách họ chúng ta mau chóng khẩn trương hiện diện về dưới bàn trà của đây để cùng nhau cười một cốc nước trà, chúc các bạn trẻ và cầu chúc mối tình sâu xa của hai nhà ngày càng một trận đây. Kính thưa toàn thể hôn trường trịnh trọng kính mến, vì xưa nói một câu rằng nước trắng thì để khoai trà, mời trà thơm ta mời khách thì đón người thân trong nhà, đón khách như đón mùa xuân và tiếp khách tiếp người thân trở về, đó là vui hoan phấn khởi đón khách trên quê hương thân yêu chúng ta, nhất là phòng cưới số 1 của những trai chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Với lúc này chuyển lời tới những chàng trai cô gái được cử đại ban tân, chúng ta mau chóng khẩn trương rót nước pha trà để mời nước mời chầu các cô các bà từ những họ trở lại căn phòng sang trọng lịch sử của gia đình để cùng tâm hoan khách trà cầu chúc mối tình lâu dài của hai nhà ngày càng dặn. Chúc toàn thể hôn trường trân trọng kính mến, cũng như quyền phòng cưới hết sức chặt hẹp trong đó nhất của đây được sự chứng minh mong toàn thể hôn trường chúng ta lời chúng ta. Và xin mời các cô các bạn những họ sẽ sắp cùng nhau cởi hết mặt nạ để cùng nhau uống nước trà, chúc các bạn trẻ đều mặt mà bên nhau. Một lần nữa xin kính chào mời của đây rất là trân trọng, xin kính mời và xin được lời cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Châu này, châu tính, châu tiêu, châu lót, châu phục, châu mình, châu ta. Châu này em tên tới hôm qua, giấu cha, giấu mẹ, em ra mời người. Tìm em qua đô dân ta, khuôn mặt liếc lại bằng bạn đứng nhìn. Cô hát mời chiều Hà Nam quê ta, duyên dáng thiết tha, phù lý quê nhà. Cô dân ta có bao giờ mà để bước chân để lời về chờ. Dòng hát của Nam Ca Công Vinh và La La rất nhiều trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể hội trường, trân trọng và kính mến, để bảo đảm thời gian cho gia đình đón khách trong buổi trưa ngày hôm nay được thành công và chân hạnh phúc, rất bạn trẻ. Vì lúc này bạn chúng tôi xin chuyển lời của gia đình, xin được trịnh trọng kính mời ham gia đình cùng cô dâu với rể chúng ta sẽ trở về phía sân khấu để chúng nhà quay phim, nhà chụp ảnh thực hiện những cảnh quay cũng ghi lại những bức hình đẹp nhất của đôi bạn trẻ tại căn phòng của gia đình nhà trai chúng ta trong buổi trưa hôm nay, để bảo đảm thời gian cho cô dâu với rể cùng hai gia đình trở về phía cổng hoa đón khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy trong lúc này xin được trịnh trọng kính mời hai gia đình chúng ta sẽ trở về sân khấu để cho nhà nhiếp ảnh gia đến từ trường quay F9 ghi lại bức hình đẹp nhất của đôi bạn trẻ tại căn phòng của đình trong hôm nay. Xin được trịnh trọng kính mời. Tình duyên ta tiếp xúc đông đôi tình nhiều.
Một giờ đẹp nhất chính là giờ đây. Giờ hoàng đáng đã tới, tức là giờ lắng dạo và được tiền. Đó là giờ bước vào nói chuyện sơ duyên, ra với họ trên bản rẻ tại các phòng của gia đình. Đẹp trai chúng ta trong hôm nay, xin mời thượng đế ngày vui và ngôi sao đầu cưới, đó là chú rể Minh Tú và cô dâu Thanh Anh sẽ trở lại sân khấu để hiện diện ra với họ trong hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể. Và lúc này chú rể Minh Tú và cô dâu Lan Anh đã có bài trình cấu để hiện diện với họ trong hôm nay. Lúc này trong hát ban chúng tôi được trình trọng kính mời hai gia đình, những bậc trong trần mẫu, những bậc làm cha làm mẹ sinh thành ra cô dâu và chú rể. Xin mời hai gia đình chúng ta cùng lên sân khấu để hiện diện cùng với hai con của mình trong hôm nay. Xin được trình trọng kính mời hai gia đình ạ. Xin được trình trọng kính mời hai gia đình, đó là bậc làm cha làm mẹ sinh thành ra chú rể cô dâu. Xin được trình trọng kính mời hai gia đình chúng ta cùng trở về sân khấu để hiện diện ra mắt cùng với hai con của mình trong hôm nay. Xin trọng kính mời một bác đại diện cho phái đoàn thì trai, một bác đại diện cho phái đoàn thay nhà gái. Xin trọng kính mời hai bác cũng trở về sân khấu hiện diện cùng gia đình trong hôm nay. Xin được trọng kính mời hai bác ạ. Toàn thể hội trường trân trọng và kính mến. Lúc này sự xuất hiện trên phong chính của nhà trai chúng ta đã có sự góp mặt của nhà gái. Cùng toàn thể phía dưới là sự hiện diện của các cô các bà từng khách họ đến chúc đoàn trẻ và mừng gia đình trong hôm nay. Đề nghị toàn thể hội trường chúng ta nổ một tràng pháo tay chúc các bạn trẻ và mừng gia đình trong hôm nay. Vâng, xin cảm ơn hội trường rất nhiều. Kính thưa toàn thể hội trường trân trọng và kính mến, lời đầu tiên cho phép công ty Sơ Duyên xuất nhập cảnh hạnh phúc và tình yêu xin được kính chào quý ông phúc hậu, các quý cậu thanh tú, các quý chú tươi mát, các quý bác đây đà, các quý bà thùy mị, quý chị đoan sang, các quý làng tươi trẻ quanh mạnh khỏe và quý trẻ hồn nhiên. Thưa toàn thể hội trường trân trọng và kính mến, thật đúng là tiếng nhạc rộn vang thì cả hội trường nhộn nhịp, đã báo rằng hai họ đã có mặt đủ đông. Vào giờ này thì dâu cũng đã về rồi, nhạc ở một hồi thì vui tượng ngày xuân. Mời anh, mời chị vào ngồi và mời cô, mời bác cho tôi vui lòng. Giờ tất cả chúng ta cùng ngồi, cùng ngóng, cùng trông. Bên trên là một bức phong rất là nhiều màu, và lên phong đôi lứa yêu nhau lại thêm nhiều màu lắm cảnh mừng duyên. Thật đúng là chim với nhau thì kết đôi làm tổ, trai gái yêu nhau thì nên vợ nên chồng. Về dự lễ nói chuyện sơ duyên bạn trẻ Minh Tú và Lan Anh trong ngày hôm nay, được sự nhiệt tình của các cụ, cô bà, cô dì, chú bác, bạn bè gần xa của cô dâu và chú rể, đã không quản ngại đường giá xa xôi, dành cho những thời gian vàng ngọc và những giây phút kim cương trở lại khán phòng sang trọng lịch sử của gia đình để cùng chúc phúc cho bạn trẻ và cầu chúc cho mối tình thông gia của hai nhà ngày càng mới chặt tới đây. Thưa toàn thể hội trường trân trọng và kính mến, thật đúng là dù ai đi đâu về đâu, biết ngày tú cưới rủ nhau cùng về, và dù ai bận bồn chăm bề, biết ngày năm anh cưới rủ về chung vui, đón xem nét mặt cô dâu và đón xem đám cưới đứng đầu quê ta. Nói đến đây thì cho phép ban chúng tôi được trình trọng tuyên bố buổi nói chuyện lễ thành cho bạn trẻ Minh Tú và Lan Anh chính thức được bắt đầu. Và kính thưa toàn thể hội trường trân trọng và kính mến,
thật đúng là chim tung cánh thì loan tin mừng hạnh phúc, hoa hé cười như đón nắng bình minh. Để rồi đẹp đôi chị đẹp xinh, đẹp duyên long phượng, chúc mai một nhà, họ hàng cô bác gần xa đến mừng đám cưới thật là đông vui. Và để chúc cho duyên thắm mát kề, chúc cho hạnh phúc không hề đổi thay. Từ nay đến tuổi thanh xuân, từ nay đến tuổi ân cần bên nhau. Người xưa có nói một câu rằng trong quả cau thì là quả cau non, thân nó tròn tròn quả nó xinh xinh. Để rồi thì làng về làng ở với anh, yêu nhau thì cau 6 được bổ thành cau 3. Em về thương với mẹ cha, mẹ cha đồng ý cho ta với mình. Để rồi anh cũng về thương với gia đình đồng ý cho mình với ta. Để rồi trăng lên đỉnh núi hiền hòa, để cho hai họ kết tình thương gia. Để chứng tỏ điều đó, ban của chúng tôi xin được trịnh trọng kính mời lời phát biểu trao dâu của đại diện cho nhà gái xin được trịnh trọng kính mời bác ạ. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông các bà, kính thưa quan viên này họ, hôm nay tôi đại diện cho họ nhà gái, phát biểu mấy lời. Đầu tiên, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ, ông các bà, họ nhà giai và tất cả các cụ, ông các bà đã đón tiếp họ nhà gái chúng tôi rất long trọng. Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn cái sự việc đón tiếp của các bà ở đây. Cái thứ hai, kính thưa các cụ, kính thưa các ông bà, cháu Lan Anh, cháu Tú đã tìm hiểu nhau quá lâu, đến ngày hôm nay thật là chín mùi. Được sự vun đắp của ông Tấn bà Tấn, được sự vun đắp của ông Bồng bà Bồng, các cháu đã thành công nên vợ nên chồng. Hôm nay đại diện cho họ nhà giai xin chân thành cảm ơn các cụ ông các bà. Cái thứ ba là chúng tôi hôm nay đại diện cho họ nhà gái trao cháu Lan Anh cho các cụ ông các bà họ nhà trai. Kính thưa các cụ, kính thưa ông các bà, cháu còn có tuổi nhưng mà lại va vấp trường đời vẫn còn quá ít. Mong rằng các cụ ông các bà họ nhà trai sẽ cố gắng giúp đỡ cháu Lan Anh làm sao để hòa nhập vào cùng với quê hương, với làng xóm, và nhất là ông Tấn bà Tấn, làm thế nào để cháu Lan Anh hòa nhập vào cái tôn tư trật tự trong cái khuôn khổ của gia đình. Cái này chúng tôi đại diện cho họ nhà gái rất mong muốn các cụ công các bà và chồng ông Tấn như vậy. Cuối cùng chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng chúc tất cả hai họ nhà ta làm sao vun vén hạnh phúc cho hai cháu trưởng thành, đó là điều cơ bản. Cái thứ hai, chúc các cụ không có bà có một sức khỏe an khang thịnh vượng, đó là. Kính thưa toàn thể hội trường Trân Trọng và kính mến, vừa rồi là lời phát biểu vàng ngọc của các đại diện cho thì gái, cũng xin cảm bác rất nhiều. Người ta nói rằng dâu ra thì như ruộng liền bờ, và chung con chung chó cũng như cây chung cành. Để đáp lời vị đại diện cho thì gái, ban tổ chức tôi xin được trịnh trọng kính mời lời phát biểu vị đại diện cho thì trai xin được trịnh trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông các bà, kính thưa các vị quan khách, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể hội luôn. Qua quá trình tìm hiểu của hai cháu đã được sự nhất trí của gia đình, cơ quan đoàn thể chứng nhận hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có tổ chức cho hai cháu để được nhà gái đến cùng hỗ trợ giúp đỡ. Mà các cô, các ông, các bà hàng xóm láng giềng đã tạo điều kiện giúp đỡ, đã bớt chút thời gian và ngọc đến mừng hạnh phúc có hai cháu để giúp đỡ nhiệt tình từ nhà đất và từ ăn uống tất cả. Hôm nay tôi cũng qua lời phát biểu của ông này nhận hỏi nhà gái, tôi xin chấp nhận toàn bộ, tôi sẽ giáo dục con cháu trong họ nội tôi, làm sao giáo dục cháu anh trở thành, tức là cháu dâu trở thành cháu gái trong gia đình. Chúng tôi cũng mong muốn họ nhà gái cùng giúp đỡ cháu Tú, cháu rể trở thành cháu trai trong đình họ nhà gái. Qua quá thế đó, chúng tôi chân thành cảm ơn. Tôi có biết không, mùa thu mùa của tơ hồng, lam thanh nữ tú đồng lòng mến thương, sơn la xa mấy dặm trường, trai tài gái đảm tứ phương đến đây làm giàu, sinh ngoan sinh cháu lối cầu, làm cho tổ bắt đầu từ đây
có rồng thì phải có mây, trai gái đến tuổi phải xây gia đình, quan họ ít hát một mình, tình yêu thì phải có mình có ta. Tú đi khắp chốn bao la, bốn châu không biển mới tìm được ta. Về cả quê nhà quê ra, thấy anh bán thuốc câu ra câu vào, thế là câu chuyện tào, câu to câu nhỏ, câu đuôi câu trầm, toàn như pháo nổ ầm ầm, biến đổi đổi đắt không trầm sắp ngay. Hôm nay hai họ ngồi đây, chúc cho đôi trẻ đến đây đẹp đời, ông Tơ bà Nguyệt xe rồi, chúc cho đôi trẻ đời đời ấm no. Đây là hạnh phúc trời cho, phải chăm phải giữ phải lo suốt đời, phấn đấu tích cực bằng người, học thêm học mãi cho đời vươn lên, vợ chồng hòa thuận ấm êm, chúc cho đôi trẻ tiến lên kịp thời, sinh con trai gái đủ rồi, phấn đấu tích cực bằng người mới thôi. Cuối cùng mà tôi xin thay mặt đại từ đã, tôi xin thay mặt các cô các ông bà hai họ xin kính chúc hồi hôn có một sức khỏe phản sự hưởng vinh hoa, bàn ra hưởng ngũ phúc phú quý thọ trăm năm đây. Xin cảm ơn ạ. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông bà, kính thưa toàn thể hội hôn, hôm nay cái ngày tổ chức của hai cháu, thế vừa rồi ông Tấn bà Tấn có cái sửa cái lễ để chưa hết là bái hết tổ đường, sau đó là gia đình chúng tôi đã chấp thuận. Đến bây giờ ông Hồng bà Bồng muốn giao cái này cho hai cháu để là cái vật này để hai cháu sử dụng đây nè. Cái này là để gửi lại, tức là hai cha con để hai con làm vốn riêng và đây. Tuy rằng nó bé nhưng mà rồi nó phóng lên rất nhiều lần các bạn chị anh. Vâng, thế xin trân trọng cảm ơn. Và kính thưa toàn thể hội trường trân trọng và kính mến, những lời phát biểu vừa qua, trước là nhận rể, sau cũng là nhận dâu. Thế rồi hai bác có đôi câu dặn dò, nhà trai được dâu cũng mừng, nhà gái được rể thì trong lòng sống vui. Xin cảm ơn hai bác và xin mời hai bác trở về phía trước bắt một cái tay thật chặt để cầu chúc cho mối tình thông gia của hai nhà ngày còn chặt đây. Xin cảm ơn hai bác rất nhiều. Và kính thưa toàn thể hội trường trân trọng và kính mến, cũng kể từ giờ này tháng này trở đi, đoàn trẻ qua sông thì đã có cầu, qua nhà nói chuyện cũng đã có cây dầu để xe duyên, và nửa hồng cũng đã kết thành đôi, cho dù bão tố cũng không rời không xa. Từ đây hai họ một nhà hạnh phúc thì mãi mãi, mà thông gia thì vững bền. Trở về với niềm vui hoan của gia đình trong ngày vui hôm nay và mừng hạnh phúc cho hai cháu, thì bà ngoại của chú rể cũng có phần quà để trao cho hai cháu của mình trong ngày đại hỷ. Xin được trân trọng kính mời bà ngoại của chú rể sẽ lên trao quà cho hai cháu. Xin được trân trọng kính mời. Từ bà ngoại trao cho hai cháu của mình trong ngày đại hỷ, trong ngày vui hôm nay. Vâng, xin cảm ơn bà rất nhiều với phần quà vừa rồi đã trao cho cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể hội trường trân trọng và kính mến, người xưa cũng nói một câu rằng đi khắp thế gian thì không ai thương con bằng mẹ. Trong cuộc đời không ai vất vả bằng cha, những tình cảm thiết tha đó hôm nay những người mẹ, những người cha cũng phần quà để trao cho cô dâu và chú rể trong hôm nay. Xin mời phần quà đến từ người mẹ chồng sẽ trao cho đôi bạn trẻ trong hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Thật đúng là hạnh phúc trăm năm, hạnh phúc nhà thắm tình chồng vợ đẹp tình ta. Hôm nay đôi bạn trẻ đã nhận những phần quà đến từ người bà, rồi phần quà của bố mẹ cũng đã trao cho cô dâu và chú rể trong ngày đại hỷ, trong ngày vui hôm nay, với sự chứng kiến của các cô các bà từ khách họ đến chúc bạn trẻ và mừng cho hai gia đình. Kính thưa toàn thể hội trường trân trọng và kính mến, người xưa cũng nói một câu rằng là anh em thì như thể chân tay, anh em hòa thuận thì hai thân vui vầy. Đó là những tình cảm thân thương nhất mà em gái cũng phần quà để trao những người anh của mình trong hôm nay. Xin mời phần quà của em gái. Xin cảm ơn phần quà của hai gia đình rất nhiều đã trao cho bạn trẻ trong bữa nay. Kính thưa toàn thể hội trường trân trọng và kính mến, thật đúng là vợ chồng thì như thể con tằm cùng ăn một lá, rồi đứa bạn trẻ cùng nằm một nong. Vợ chồng thì như thể con ong, con cuốn, con quýt, rồi con trong con ngoài. Vợ chồng thì như thể con bài mà chồng đánh, vợ quýt hẳn chẳng sai đi chút nào. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ trao kỷ vật cưới cho nhau để ra mắt họ trong ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể. Đó là những phần quà trao đến cưới cho cô dâu trong ngày hôm nay và được ra mắt họ để chúc phúc cho bạn trẻ và cầu chúc cho mối tình thông gia
của hai nhà ngày bệnh giặt, đó là cô dâu với rể. Chúng ta sẽ ra mắt hẹn hò trong hôm nay sau kỳ bật cưới cho nhau. Người ta bảo tình yêu là một đề tài muôn thuở và lễ cưới là lịch sử của đời người. Và ngày hôm nay cô dâu với rể đang trao nhẫn cưới cho nhau. Kính thưa toàn thể hôn trường trân trọng và kính mến, chiếc nhẫn được làm bằng chất kim loại cũng rất là đắt giá. Và ngày hôm nay đôi bạn trẻ trao cho nhau những chiếc nhẫn được tạo bởi hình tròn không điểm khuyết, tượng trưng cho một tình yêu chung thủy và hạnh phúc vĩnh cửu của đôi bạn trẻ. Và ngày hôm nay đôi bạn trẻ đang trao cho nhau. Vừa rồi đến những kỷ vật cưới ngày đại hỷ của đôi bạn trẻ đã trao cho nhau trong ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể hội trường trân trọng và kính mến, tình yêu của đôi bạn trẻ Minh Tú và Lan Anh được ví cầu vồng bắc qua cơn mưa, luôn tỏa ánh sáng hào quang nếu có tình yêu cao xa mạnh mẽ. Và dù ngày mai còn gian nan vất vả, nhưng bạn trẻ đã vượt qua một giới hạn tình bạn chân chính, ngày hôm nay đến với một tình yêu chung thủy. Và những chiếc bánh gato chúng tôi tượng trưng cho những tình bạn sau đó trải qua tình bạn đến với tình yêu chung thủy. Và ngày hôm nay đôi bạn trẻ đã xây dựng mình một toàn lâu đài hạnh phúc. Và sau đây xin mời cô dâu với rể chúng ta sẽ tiến về trước bánh gato để chúng ta cùng chung tay chung sức chung lòng cắt những chiếc bánh gato của mình để ra mắt họ trong hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể. Xin mời cô dâu và chú rể. Thế là kể từ giờ này tháng ngày trở đi, cô dâu và chú rể đang tay chung tay xây một bước chung tình. Và kính thưa toàn thể hội trường chân lòng và kính mến, thật đúng là rượu này là rượu nghĩa rượu tình, rượu loan rượu phượng rượu mình nước ta. Rượu này được cô dâu và chú rể chuẩn bị từ tối hôm qua, hôm nay bỏ để ra mắt một người. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta tiến về tòa thất hương rượu để rót chung rượu của mình, để kính dâng lên những bậc làm cha làm mẹ để tỏ ơn công chi thành trong ngày phút này. Và xin mời cô dâu chú rể chúng ta cùng nhau chung tay chung sức nào rót chung rượu của mình để chuẩn bị kính dâng lên những bậc làm cha làm mẹ tỏ ơn công thành trong ngày hôm nay. Sau đó cô dâu chú rể cùng chung tay chung sức nào góp lên tòa tháp rượu của mình để cảm ơn con đường của họ để sức khỏe trẻ ngày hôm nay. Và lúc này cô dâu chú rể đang chung tay chung sức chung lòng góp chung rượu của mình lên tòa tháp rượu để cảm ơn các cụ bà đã biết họ đến sức khỏe trẻ và mừng tình trong ngày hôm nay. Cô dâu chú rể cùng chung tay chung sức lòng rất là tỏ tâm của mình trong ngày đại hỷ rất là vui này. Thế là kể từ giờ này tháng ngày trở đi, các bạn trẻ Minh Tú và Lan Anh sẽ chung cha chung mẹ chung bà chung ông, ban ngày thì chung chuyện cộng đồng, ban đêm chung chăn chung gối chung buồn để chờ đón cảnh bình minh. Thưa bạn trẻ hội trường trân trọng và kính mến, tòa tháp liên rượu của chúng tôi được dựng trên hai con sông đang đổ rồn về bến. Một đôi bạn trẻ lúc này đang chung tay chung sức chung lòng góp những tay rượu xung quanh với vị màu hồng tượng trưng màu hồng thủy chung đầy cưới bạn trẻ. Và những dòng rác liên rượu được chảy về rồn bến đó là tượng trưng của con thuyền đôi bạn trẻ đang chèo lái con thuyền tình yêu, cập bến đoàn phúc hướng sự chứng kiến của các cụ bà từng rất là họ đến chúc bạn trẻ và một gia đình trong tương lai. Và xin mời cô dâu chú rể chúng ta cùng bên đi dầu của mình để kính dâng lên những bậc làm cha làm mẹ để tỏ chân thành. Chú rể sẽ mời bên gia đình nhà vợ, cô dâu sẽ mời bên gia đình nhà chồng vào phía giữa. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta đứng vào phía giữa. Cầu chúc cho hai con của mình được trăm hạnh phúc. Xin mời hai bên gia đình tham gia. Chúng ta cùng chạm chén để cầu chúc cho hai con của mình được trăm hạnh phúc. Xin mời hai gia đình ạ. Vâng. Và thay mặt những người làm chương trình xin kính chúc cho hai gia đình luôn luôn mạnh khỏe và chúc cho cô dâu chú rể được trăm hạnh phúc. Xin cảm ơn gia đình rất nhiều. Và xin cảm ơn gia đình và xin mời hai gia đình cùng trở về phía dưới để mời chúng các bà từng hết họ cho hôm nay. Cô dâu với rể chúng ta lắng lại sân khấu một chút nữa để chúng ta làm một thủ tục uống rượu ra môi cho hôm nay.
Và xin cảm ơn hai gia đình. Và lúc này cô dâu rể chúng ta sẽ tiến về phía trước một bước và chúng ta sẽ uống rượu ra ngôi để chứng tỏ rằng một tình yêu chung thủy ngày hôm nay các bạn trẻ đã xây cho mình một toàn đôi hạnh phúc. Và xin mời cô dâu rể chúng ta uống rượu ra ngôi. Vâng, xin mời nhà quay phim về chụp ảnh đến từ trường các chính chúng ta ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất của dâu chú rể cho ngày hôm nay. À, xin cảm ơn hai bạn rất nhiều và cảm ơn trường quay đến từ trường quay F9 và thay mặt những người làm chương trình xin chúc cho cô dâu rể được trăm hạnh phúc, xin chúc hai bạn được trăm hạnh phúc. Lúc này xin mời hai bạn cũng trở về phía dưới cùng với gia đình để mời khách trong ngày vui vẻ. Xin thành cảm ơn và kính thưa toàn thể hội trường trân trọng và kính mến, cũng trong buổi trưa ngày hôm nay thì đài Thiên Nhiên Sai có tổ chức một bữa cơm thân mật để mời các cụ các bà quan viên tuấn họ trở về dưới bàn tiệc của gia đình. Thế lúc này chuyện đời của gia đình cũng như chú rể vương dâu sẽ được trân trọng với mời bên một phần đón khách giúp mình. Chúng ta sẽ mời các cụ các bà cùng khách họ trở về khán đài B để cùng trở về dưới bàn tiệc để cùng nhau nâng ly chén rượu hồng chúc các bạn trẻ và mừng cho hai đình trong ngày hôm nay được thành công cũng được trăm năm hạnh phúc cho bạn trẻ trong hôm nay sẽ được trân trọng kính mời và xin gửi lời cảm ơn thay mặt những người làm chương trình ban nhạc Thanh Đình đến từ nhà giàn âm thanh ánh sáng Quang Dũng cùng ca sĩ Nana và ca sĩ Quang Vinh xin được gửi lời kính chúc toàn thể hội trường có buổi liên hoan vui vẻ hạnh phúc trăm năm hạnh phúc nhà thắm tình chồng vợ đẹp tình ta. Và anh em trong nhà sẽ quay lại sau ít phút nữa và lúc này xin được trân trọng chuyển lời mời của gia đình cũng như cô dâu với rể xin được bên bộ phận đón khách giúp gia đình chúng ta sẽ mời các cô các bà tân khách bên họ cùng trở về bên khán đài B để chúng ta cùng trở về dưới bàn tiệc để cùng nhau nâng ly chén rượu hồng chúc phúc bạn trẻ và mừng gia đình trong ngày hôm nay được thành công và trăm hạnh phúc. Một nữa xin kính chuyển lời mời của gia đình xin được trân trọng thay thiết kính mời và xin gửi lời cảm ơn và kính thưa toàn thể hội trường trân trọng và kính mến trở về với tình vinh hoan của gia đình trong ngày vui hôm nay thì chị Huyền đến từ thủ đô Hà Nội hôm nay cũng lên tại thành phố Sơn La gửi vòng cưới với những bản tình ca yêu dấu nhất đó là một tình yêu của người đình đó là ca khúc được mang tên Mùa Xuân Bên Cửa Sổ. Xin được trân trọng kính mời giọng hát của chị. Xin kính chào tất cả đặc biệt là hai cháu chúc hai con hạnh phúc. Oh,
tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời.